Hello và chào mừng anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thể loại game sinh tồn mới tên là Stay Out. Game này hình như là nó lấy theo cái thể loại như là dịch bệnh này nọ, giống như dịch Covid mới vừa rồi. Game này cũng được mới phát hành ở bên Steam. Game này như là chơi theo đồng đội co-op multiplay. Lại sinh tồn. Ship là chạy nhanh nha các bạn. Game này nói chung là cái cách điều khiển nó giống như mấy cái trò bắn game á. Chạy. Con ghê dữ. Chạy thở như chó. Đi đâu rồi? Không thấy nó đâu rồi. Vòng vòng ngoài
sương mù thật là lãng mạn. Tìm kiếm cái gì ta? Con gì kia? Bỏ chạy. Nhưng mà em không thấy có đồ nào để đột kiếm hết người ta. Gì thế? Mình còn mấy con này không mà ta? Hiểu chơi sao ta? Bạn nào biết chơi game này nhớ comment dưới để chơi. Em vô mò mò ngoài thấy đường đi. Đây không giúp tôi với. Cái súng rồi. Hello.
quỷ. Ê, đâu đây? Chờ tôi giúp ơi. Trời đất. À, chạy khi thế vậy. Đây còn có gì kiếm không? Thật sự là mình không hiểu cái game này nó đang như lẩm về đốt tụi nó, gỗ về đốt, không gì động hoài không hết. À được rồi này. Gì vậy? Trời đất ơi, con gì vậy? Con heo rừng. Ôi trời đất. Chạy lấy người này đã quen hậu rồi. À, nãy giờ đi quá giờ đi gỗ không phải đạn, có cây súng nào cha nội này không cho mình cây súng. Hey you, give me the gun. Chạy đi chạy về hai bên. Nhà 2 giờ chiều hả? 2 giờ chiều lắm. 3 giờ sáng. Rồi mệt. Mày có hết rồi, thở chó luôn.
gì ta? Quái đạn. Cái gì? Nó tàn mỏi nga học vậy. Game này như là server nó chỉ có Mỹ, ở Mỹ với lại ở châu Âu. Game này cũng có vẻ không được hay cho lắm. Thử thì cũng có thể tải thử ở trên Steam nha. Cái này thì cái đồ họa thì cũng được, không nổi. Cấu hình thì tầm trung thì chơi được, không mất là nổi tiền. Tìm cái vũ khí nào đó để thử, không có vũ khí nào để thử hết. Không có rõ ràng em này chắc đã có ma chơi quá. Clip tới đây là kết thúc nha các bạn. Để mình sẽ tìm kiểu thử cái game này coi nó có chơi được cái gì. Lại mưa nữa nè. Để tìm hiểu thêm về cái game này. Mà chơi được cái lần được cái series về game này. Còn không thì cái clip này là clip giới thiệu cái game này có tên là Stay Out. Hiện đang phát hành ở trên Steam nha. Game này có thể là chơi multiplayer, chơi trên server, chơi nhóm. Game thuộc thể loại nói về tận thế, mấy cái nhiễm bệnh. Các bạn ở trong các clip sau nha. Bye bye.